Đến nay, tỉnh Phú Yên có 2 huyện là Phú Hòa, Tây Hòa và 64 trên 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó thì có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là kết quả đáng khích lệ. Thế nhưng mà thực tế hiện nay thì việc xây dựng nông thôn mới đang gặp phải nhiều khó khăn. Và nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, ý thức tự lực vươn lên của người dân thì rất khó hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, nhưng đến thời điểm này, xã Suối Bạc, huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên mới chỉ đạt 13 trên 19 tiêu chí. Trong đó các tiêu chí về lao động việc làm, thu nhập và hộ nghèo đa chiều có tỷ lệ đạt thấp. Trong khi đó, hầu hết các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới ở giai đoạn này đều có xuất phát điểm thấp, nên khi thực hiện gặp không ít khó khăn. Nay và tỷ lệ hộ nghèo thì nghèo đa chiều thì mới có đạt là 13,33%. Đến năm 2025 mà đã đạt cái tỷ lệ hộ nghèo mà dưới 5% thì phải giảm là 170 hộ. Cái này đối với địa phương thì gặp rất nhiều khó khăn. Định hướng của Ủy ban huyện cũng đã xây dựng một cái kế hoạch cụ thể để làm thế nào giúp đỡ cho người dân, tạo ra sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp cho người dân. Mà cái xu hướng tới thì chúng ta phải đạt được làm thế nào người dân giảm xuống cái tỷ lệ hộ nghèo. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên, đa số các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở giai đoạn này còn nhiều tiêu chí chưa hoàn thành. Ngay cả các xã, các huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước đây cũng không giữ vững được tiêu chí so với bộ tiêu chí mới. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương đã hoàn thành cái chỉ tiêu tiêu chí mà hiện nay không giữ vững. Thứ hai là đối với các huyện thì cũng là khơi dậy cái phong trào xây dựng nông thôn mới để chúng ta đầu tư, để chúng ta hoàn thiện các cái chỉ tiêu tiêu chí mà trong thời gian sớm nhất để đảm bảo không bị thu hồi. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Yên phấn đấu thêm một huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 67 trên 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 15 tiêu chí. Xây dựng nông thôn mới hiện nay đang đòi hỏi yêu cầu cao hơn, khó hơn, nên rất cần sự nỗ lực và quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung sức đồng lòng đầy trách nhiệm của nhân dân.